sáng ngày 23 tháng 1 năm 2022, Đại Đức Thích Minh Trí trụ trì chùa Long Bửu, xã Nhị Long đã kết hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành bàn giao hai cầu giao thông nông thôn số 48 và 51 tại xã An Trường và xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại buổi bàn giao, Đại Đức Thích Minh Trí đã bày tỏ niềm vui mừng khi những cây cầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Được sự trợ duyên giúp đỡ của gia đình Phật tử Lê Thị Mỹ Chi, cũng như quý mạnh thường quân gần xa phát tâm ủng hộ kinh phí, cùng với chùa Long Bửu xây mới hai cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn, nhằm chia sẻ một phần khó khăn với bà con nơi đây. Sau thời gian thi công, hai cây cầu đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng với chất liệu bê tông cốt thép, do gia đình Phật tử Lê Thị Mỹ Chi cùng quý mạnh thường quân trong và ngoài nước tài trợ kinh phí, người dân đóng góp ngày công xây dựng. Đại diện chính quyền địa phương cũng gửi lời cảm ơn đến Đại Đức Thích Minh Trí cùng quý mạnh thường quân đã chung tay với chính quyền chăm lo cho đời sống của người dân, góp phần cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới. Đại diện nhà tài trợ, Phật tử Lê Thị Mỹ Chi cũng gửi lời cảm ơn đến Đại Đức Thích Minh Trí đã tạo thiện duyên cho nhóm để có thể chia sẻ phần nào khó khăn với bà con, cũng như cảm ơn đến chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc thi công xây dựng cầu đúng tiến độ để bàn giao cho bà con sử dụng. Trong không khí hân hoan, Đại Đức Thích Minh Trí đã cùng chính quyền địa phương và Phật tử Lê Thị Mỹ Chi cắt băng khánh thành, thông lưu và bàn giao lại cho người dân địa phương quản lý sử dụng. Được biết, xây cầu là hoạt động thường niên của chùa Long Bửu. Hàng năm với sự vận động của Đại Đức Thích Minh Trí, đã có rất nhiều cây cầu nông thôn được xây dựng, góp phần không nhỏ vào sự thay đổi diện mạo của nông thôn mới và sự phát triển kinh tế của địa phương.